mở tồn kho ấy, tồn kho đúng không? chọn tham số đi. Thử quý 2 trước chị nhỉ? Ờ Bạn đến 31 tháng 7 thôi đúng không ạ? đến ờ thì đến 31 tháng 7 cũng được, đến cái khoảng nào cũng được, mình thử kiểm tra xem em phát sinh từ Đúng thời điểm nào. À thế tháng tháng mấy bắt đầu, 11 rồi tháng tháng 11 mới có doanh thu à? vâng ạ. Tháng 11 mới bắt đầu có doanh thu, thế thì em sẽ xuất cho chị từ đầu tháng 11 đi, coi như tháng 10 mình mua vào nhập kho á. Vâng, Thì em 18 tháng sẽ 11 bắt đầu mới có doanh thu. ờ thế thì bắt đầu từ mùng 1 tháng 11 là em sẽ xuất cho chị nhá. Thế thì em sẽ Vâng. xem chị tồn kho đi. Tồn kho đến mùng 1 tháng 11 hoặc đến 30 Rồi. tháng 10 đi nhá. Là đây. Thế thì Vâng, mình ở đang xem đây. tháng 10 đây, thì tí nữa mình sẽ lập phiếu xuất kho tháng 11, được chưa? Vâng, Mùng 1 tháng vâng. 11 xong rồi tí nữa mùng 1 tháng 12 lại xem tồn kho đến 30 tháng 11. Được nhá, thì Vâng. để xuất kho mùng 1 tháng 12. Mình xuất từ đầu Vâng. tháng như thế, nhưng em sẽ cân đối cái doanh thu, gọi cái số lượng dịch vụ của mình xuất khám chữa bệnh ấy, thì cần bao Vâng. nhiêu đấy thì mình sẽ xuất Vâng. ra tương ứng. Cái đấy cho em cân đối nhá. Vâng. Vâng. Em sẽ cân đối theo cái bên ngành nghề của mình nhé. Đúng không? Vâng. Thì ví dụ như em xem đến tháng 10 rồi thì em sẽ có thể sẽ xuất khẩu cái này ra. Xuất khẩu Excel đi em nhá. Vâng. Ừ. Vâng. Xong rồi thì mở lên. Thế ở đây thì em nhìn sẽ Đây. thấy là có, nhớ tí nữa xuất thì nhớ nhìn cả mã hàng và tên hàng nhá. Thì em Vâng sẽ ạ. thấy này, quan trọng là chỗ này. Chỉ trong tháng 10 mình chỉ có mỗi nhập thôi, chưa có xuất. Đúng không? Là tổng thể ở Vâng. đây. Thế thì em xem là trong đầu tháng 11 em có dùng hết được từng này không? Vâng. Đó, có dùng hết Căn không nhỉ? cứ vào đó để căn cứ vào đó để xem là chúng hết được hay không ạ? Em căn cứ vào doanh thu dùng trọn vẹn cho chị tháng 11 đi. Ví dụ nhá, em tháng 11 Vâng. là khoảng doanh thu khoảng bao nhiêu ấy? Doanh Vâng. thu em dựa vào cái số lượng mà em xuất để khám chữa bệnh ý, xuất hóa đơn cho khám chữa bệnh ý. Vâng, đây, Đó, ví nếu dụ đây là bạn. đúng ra là xuất thì em có thể xuất theo ngày, ví dụ bắt đầu ngày mùng 8 tháng 11. Được chưa? Vâng. Em nghe chị nói này, ví dụ như em bảo là ngày mùng 8 tháng 11 mới bắt đầu xuất hóa đơn, thế thì đúng ra là vật tư sẽ phải xuất theo ngày. Em mà xuất được theo Vâng. ngày thì tốt. Vâng. Cân đối theo ngày xem ngày hôm đó mình khám chữa bệnh khoảng số lượng bao nhiêu á, cần dùng bao nhiêu thì Vâng. mình xuất theo ngày từ đầu ngày thôi. Ví dụ mùng 8 tháng 11 bắt đầu mới dùng. Bởi vì hóa chất các Vâng. thứ là xuất theo ngày mà. Ví dụ cái này tháng 11 bán ra đang là doanh thu đang là 81.840. Ừ, nếu mà em cân đối cả tháng như này hơi khó thì em có thể cân đối cho chị theo ngày. Ví dụ em bảo Vâng. là bán hàng bắt đầu từ mùng 8 tháng 11 đúng không? Vâng. Thế thì em mở cái doanh thu của mùng 8 tháng 11 xem, là mùng 8 tháng 11 mình xuất luôn. À, vâng, sẽ xuất theo ngày đúng Xuất theo không ngày thì em sẽ tiện và tính toán nó dễ dàng hơn, sát ạ? hơn nhé. Vâng. Tháng 11. 18 à? Dạ vâng, tận 18 ạ. À 18. Ừ. Cũng chưa này. Đó, cho nên là mình cân đối lượng nhé. Là bắt đầu từ 20 đúng không? Vâng. Thế 20 này thì em sẽ cân đối với chị, ví dụ như doanh tổng tiền thanh toán à. Đây là tổng tiền thanh toán, còn doanh thu thực ra là mình à em bên em không chịu thuế đúng không? Rồi. Đó, thế thì mình sẽ phải xem thực ra đúng ra là doanh thu thì doanh thu như thế này em nhé. Nhưng mà tại vì Vâng. là dịch vụ bên trong của mình là khác nhau. Vâng, đúng Ví dụ như rồi. là trên ở đây em nhìn doanh thu để tổng thể để em thử cân đối xem là mình xuất khoảng ít hay nhiều thôi. Ví dụ như Tức là bây là giờ nếu như mà dựa vào phần mềm hít của bọn em ấy đúng, chính thì xác. sẽ căn cứ vào cái việc là xét nghiệm, ví dụ hóa chất đấy là dùng cho xét Đúng nghiệm rồi, chính xác thì đấy. xem cụ thể dịch vụ xét nghiệm trong ngày hôm đấy là bao nhiêu tiền. Đúng rồi, là phần mềm bán hàng của bệnh viện đấy thì nó dễ hơn nhá. Vâng, đúng Và nó rồi. rõ ràng hơn. Đấy, ví dụ em Đây. xem trong ngày hôm đấy từng hóa đơn, từng hóa đơn Để chị xong em đợi tổng em hợp. có cái phần mềm đấy luôn rồi em. Chứ còn nếu mà nhìn trên Misa thì chỉ mình hạch toán cái số tổng á. Còn dịch vụ Vâng. khám chữa bệnh chung thì sẽ không biết, là nhiều khi hóa chất loại này dùng nhiều, hóa chất loại kia dùng ít ấy. Tùy theo Vâng. ngày, đúng không? Cho Vâng. nên em cân đối theo ngày là dễ nhất nhá. Đây. Ví dụ ngày 20 tháng 11 tất cả các xét nghiệm làm là thành tiền là 2.110.000. Là doanh thu đúng không? Vâng. Đó thì em lọc theo đấy thì em sẽ tính đây là doanh thu, còn mình sẽ tính cái chi phí cần bao nhiêu, là vật hóa chất loại gì á, thì số lượng là bao nhiêu trong cả cái ngày hôm đấy. Thì cái này là cái em sẽ phải cân đối nhá. Vâng, Gọi là thế tính thì mình là kế toán, thì nếu mà mình không biết con số bên bệnh viện thì mình phải hỏi bên kỹ thuật bên bệnh viện á, vâng. để biết con số chính xác tương đối. Mà tính một lần đã xong ấy thì sau này cần điều chỉnh gì thì mình sẽ phải tính ra một lần đã, xong xem cần Vâng. tăng giảm gì, nhưng chủ yếu là lấy cái số thực tế á nhá, Vâng. lấy số thực tế trước, sau đó mới có cái hướng để sau này mình chạy giá thành thì mới xem cái tăng giảm cần tăng giảm bao nhiêu á. Tức là ví Đó, dụ như là bây giờ tháng ngày tháng 10 là mình nhập kho từng ngày hóa chất. cứ kệ nó, đến kể cả Vâng. tháng 10 hay là đến 19 tháng 11 thì em vẫn đang nhập mà. Vâng. Chỉ có bắt đầu đến 20 tháng 11 đầu ngày em cho xuất đi nhá. Vâng. Đúng không? Vâng, xuất theo ngày thì mình cân đối, ví dụ là
doanh thu ra là doanh thu được 2 triệu mấy đấy thì mình xuất số lượng ra đúng không, phù hợp của bằng cái số cái tiền dịch vụ đấy xét nghiệm đấy, rồi lại dịch vụ khác em có thể lọc nhá. bằng bằng cái số tiền đấy hả chị? Không, số tiền đấy là doanh thu cơ mà, mình ra vốn nó phải thấp hơn chứ, À vâng. chi phí của em phải thấp hơn chứ, Vâng. bởi vì sau này cái dịch vụ khám chữa bệnh đấy chi phí của em chỉ có tiền vật liệu, vật tư, hóa chất này, sau này còn Vâng. có cả cái lương nhân viên, bác sĩ, các thứ, y tá nữa mà, À rồi phân vâng. bổ công cụ dụng cụ, khấu hao tài sản cố định nữa thì mới cấu thành lên là rồi tiền điện, tiền nước, vân vân á, thì mới cấu thành Vâng. lên cái giá thành của cái dịch vụ đấy. Thì tổng em phải hiểu là tổng giá thành dịch vụ lại cộng lại vẫn chưa thể bằng doanh thu được, thì Vâng, mình mới có lãi một chút đúng không? vâng. Cho nên là nguyên vật liệu ví dụ như em chiếm là khoảng 30% hoặc 40% gì đấy, tất nhiên Vâng. là bên bệnh viện hoặc là bên cái ngành nghề của em thì em phải tham khảo thêm quý chỉ số của kỹ thuật nhé, để mình Vâng. đưa ra con số hợp lý. Như em thấy trong cái ngày hôm đấy là từng đấy là 2,1 triệu tiền 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 xét nghiệm đấy, thì em sẽ bỏ khoảng bao nhiêu tiền hóa chất, em sẽ xem cái định lượng định mức của bên kỹ thuật người ta cấp cho, em hiểu chị không Vâng. nhỉ? Vâng, xem đi. Đấy là nãy là em 2,1 triệu đấy, em mới lọc có mỗi dịch vụ xét nghiệm để ấy thôi đúng không? Vâng. Đấy còn có các cái dịch vụ khác nữa đấy, thì em cũng lọc Vâng. ra và tiến hành xuất. Thì trong một Nhưng ngày mà ví dụ nhập tháng 10 mình chỉ có nhập hóa chất thôi thì mình xuất ra chỉ có xuất hóa chất đúng dựa rồi, trên cái xét nghiệm đấy. Còn ví dụ những tháng sau phải kết mà hợp cân nhắc đấy, nhưng phải kết hợp với tồn kho, thì trước khi vào đây chị cho mình xem tồn kho trước mà. vâng. Nhưng mà ở đây không phải xem tháng 10 mà em xem đến ngày 19 tháng 11 nhá, Vâng, tổng hợp đúng tồn rồi. kho đến ngày 19 tháng 11 cho chị Đây. hiểu không? Vâng, hiểu ạ. Tại vì mình sẽ xuất từ 20 tháng 11 nên là sẽ phải Đúng, xem tồn kho từ 19 đến hết 19 tháng đúng 11. rồi, đó đó, xong rồi cái này em lại xuất khẩu ra Excel ra để nhìn cho nó dễ nhá, Vâng. hiểu chưa? Vâng. Thì em sẽ thống kê ra cái gì cần bao nhiêu thì em sẽ lập ở đây này, chị sẽ cho ví dụ nhá, Vâng. em sẽ kho này, chọn xuất kho ở đây này, đó nhấn thêm đi, Kho, xuất kho. đấy sao kho này, Rồi. chọn xuất kho này, nhấn thêm nhá, mình Vâng. chưa có phiếu nào Vâng. mà đúng không? Vâng. Thế bắt đầu cái chỗ xuất kho này em sẽ chọn là thứ nhất là để sản xuất, mình là Vâng. dịch vụ khám chữa bệnh thì cũng gọi là tên MISA, tên AMIS thì cũng gọi là sản xuất nhá. Vâng. Vâng. Rồi người nhận thì em chọn ai đấy, nhân viên nào đấy ở kho thôi, Vâng. ví dụ những người này em đánh chữ NV ra, em cho ai đấy ở kho bộ phận tuyển chuyên quản lý kho á, mà sau này mình sẽ làm Vâng. trên bảng lương á, em đánh chữ Tuấn xem nào. Dạ. Đó đây đúng không, Nguyễn Anh Tuấn à, Vâng, Nguyễn Anh Tuấn. rồi sau này họ sẽ có trên bảng lương đúng không? Vâng. Khoa dược rồi, ok, ngày tháng là ngày 20 đi em, Vâng. 20 đầu ngày em sẽ cho xuất cho chị 0 giờ 0 phút 0 giây nhá. 1/1/2020. 0 giờ 0 phút 0 giây. Cứ cho đầu đầu giờ ấy nhá, Vâng. đầu ngày á, rồi Vâng. rồi thì bắt đầu em định lượng xong thì ví dụ em chọn một cái mã này dựa vào cái phiếu xuất kho lúc nãy, em thử nhập một mã đi, chị cho nhập một mã, một vài mã cho nó quen, tí nữa về em sửa cái phiếu này, cứ chọn cái một mã bất kỳ đi, tí nữa em xuất lại đến 20 tháng 11 nhá. Đây là ví Ừ dụ này. đúng rồi, ví dụ như này thì định Vâng. khoản thì nó sẽ tự nhảy luôn, nhưng mà em phải kiểm tra lại nhá, Vâng. ví dụ như đúng của mình là sẽ là 15204 là cái em đang để nó vào kho hóa chất đúng không, Vâng. nhớ là khi xuất thì xuất luôn cho chị hóa chất rồi kho công cụ mấy cái loại kéo rồi bông gạc vân vân các thứ nhá, nói chung là cái Vâng. gì có trong kho thì mà mình cần trong cái ngày hôm đấy là mình xuất hết, không cần phải xuất Vâng, nhiều vâng. kho nhiều phiếu đâu, mỗi ngày em chỉ cần làm cho chị một phiếu, nếu thừa hay Vâng. thiếu thì em có thể bỏ ghi sửa được chưa. Vâng, được ạ. Đó định khoản là nợ 154 này nhá, Vâng. 154 mấy thì do mình thiết lập ban đầu thôi được chưa, Vâng. rồi có tài khoản 152 đó, số lượng Vâng. em đánh vào đây ví dụ Vâng. như là đấy, em đánh vào đây cho chị ví dụ thôi để tí nữa về em tính toán lại sửa sau, rồi Nó có ví dụ căn như cứ là là hai tồn hộp đi kho bao nhiêu. được chưa, nhớ là ở Vâng. đây chỉ đánh được số lượng thôi chứ chưa đánh được đơn giá thành tiền đâu, Vâng. là em cứ cân đối hoàn toàn cho chị số lượng cho nó ngon lành đã, sau này chị sẽ cho tính giá xuất kho để cho nhảy đơn giá thành tiền, để cho nhảy giá vốn Vâng. vào nhá, giá Vâng. giá đơn giá này thực ra cũng là cái giá bình quân khi mình mua vào thôi mà, Vâng. nhưng mà nó không phần mềm nó không, tại vì mình chọn phương pháp bình quân cuối kỳ á nên nó không Vâng. cho chưa cho đánh với nó màu vàng em này được chưa, toàn Vâng, bộ màu trắng là được mình hoàn toàn có thể sửa, tuy nhiên thì đấy em cứ kiểm tra lại để ý kho tài khoản nợ tài khoản có nhá, tại vì là nếu mà Vâng. em thiết lập ở bên danh mục sai thì đến chỗ này nó sẽ nhảy sai Vâng. được chưa, thì nếu mà giả sử sai thì Nếu em vào danh mục kia nợ em sửa có để cho nó làm lại đây, nợ 154.01 là đúng rồi đúng không đúng chị? rồi đấy em xem này, ví dụ như Vâng. là 54.01 của em là chi phí thuốc này, Vâng. nếu mà đúng ra thì sẽ là chi phí vật tư hóa chất Vâng. đúng không, em chỉ Vâng. thấy có vật tư hóa chất này,
rồi chi phí tiền lương, chi phí khác đó của em đang tạo những cái này thì đúng ra là sẽ là chi phí vật tư hóa chất là đúng nhá, 502 được chưa. Còn xem là tài khoản kho 150 kho hóa chất thì là đúng rồi nhá, của em thì đang hơi lệch một chút, kiểu bên này thì 154 thì lại 02 mà 152 bên này lại 04, cái này là do kế toán trước người ta đặt như thế thì thôi bây giờ mình không sửa nữa, nhưng em để ý vài mã đầu thì sau đó cứ chuột phải sao chép xuống cũng được nhá, Được được ạ. chưa. Đấy, đỡ phải mất thời gian, nếu mà em sau này ví dụ em nộp báo cáo rồi mà em có thời gian em vào cái danh mục vật tư hàng hóa để sửa lại cái này sau. Nếu đấy là nếu có thời gian em sửa bây giờ cũng được, nhưng mà sợ là mình không kịp ý thì em sửa ngay trên đây để chuột phải em sao chép dữ liệu các dòng dưới là được nhá, hiểu chị không? Có. Đó, ví dụ như tiếp tục lại thêm dòng nữa thì lại cứ bình thường thôi, Chỗ định sản xuất mình không 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 bỏ thêm gì hả qua. chị? Thì cái này nữa là một cái nữa là em sẽ chọn cho chị cái khoản mục chi phí, cái này là cái quan trọng, khoản mục chi phí là để phục mục đích để sau này tính giá thành, không có khoản mục chi phí sẽ không chạy được giá thành. Em nhớ mọi hôm ấy mình có những cái dịch vụ mình đưa vào 154 chọn rồi đúng không, thì cái này ngày xưa thì chọn là sản xuất chung chấm mua ngoài, nhưng bây giờ nó là nguyên vật liệu trực tiếp rồi nhá, nguyên vật liệu nó nôm na là khoản vật tư hóa chất này sẽ đóng là nguyên vật liệu trực tiếp nhá, được chưa. Còn có mấy cái mà công cụ dụng cụ ấy, ví dụ như em thêm cho chị một dòng đi, cho chị một cái công cụ dụng cụ đi. Đúng rồi. Kéo thẳng nhọn đây. Rồi chị cho hai loại của mình, trong kho chỉ có hai loại này thôi đúng không? Đúng Thế thì rồi chỗ ạ. này xem nào, xem kho đúng để chưa? Đúng rồi, ok này, 15302 này. Chỗ này là chi phí vật tư thì thực ra thì công cụ thì cũng em cũng đang mở như này, em để luôn 15402 luôn được nhá. Đó. Rồi, chỗ này ví dụ số lượng là 3 đi, chị cứ lấy ví dụ như thế. Quan trọng là cái chỗ mà khoản chi phí em sẽ điền cho chị trên, nếu mà nó là vật tư á nhá, 152 kia thì nó là nguyên vật liệu trực tiếp, nhưng mà cái này nó sẽ là công cụ dụng cụ nhá, sản xuất chung chấm dụng cụ sản xuất này. 153 thì là công cụ dụng cụ Đây nhá, chung dụng cụ sản xuất. Nhưng cái này là mình chọn luôn chứ không phải phân bổ như 242 kia đâu. Mặc dù là 242 sau này mình phân bổ thì nó vẫn là dụng cụ sản xuất thì cái đấy tính sau nhá. Em hiểu chỗ này chưa? Rồi quan trọng một cái nữa là em phải chọn cho thêm cho chị công trình hiển thị thêm này, và cài đặt ở chỗ này chỉ cài đặt một lần thôi. Rồi em chọn là công trình. Ở dưới đây Rồi đó, tên công trình nữa thì càng tốt cho nó rõ ràng ra, rồi cho nó cố định cột đi nhá. Rồi ok, thế thì mình sẽ chọn đằng này luôn, công trình là dịch vụ khám chữa bệnh đúng không. Đó trên đó được chưa. Nhá, đó thì em nhấn cất rồi đây. Đó, tí nữa chị nhấn cất, nhưng mà tí nữa là em mà về nhà tính toán lại con số liệu hoặc vào đây là sửa nhá. Mỗi ngày mình lập cho chị một phiếu thôi. Lập xong rồi thì ví dụ xong ngày hôm đấy rồi em bảo ồ xong ngày hôm đấy rồi nhá. Thế thì em sẽ vào kho của ngày hôm đấy. Có này, cất này. Cái gì đây? Số lượng quá số lượng tồn nhá. Đang báo quá số lượng tồn đây này. Được chưa? Đấy là chị mình Sửa nãy là lại đang một làm lần được mò. ạ. Nhá. Tí nữa em sẽ sửa cái số lượng này là được, được chưa? Rồi thì chị nó đang màu xanh xanh như là chưa được nhá, tí nữa em vào sửa lại cho Chưa chị. ghi sổ ạ, xanh là chưa ghi Tại sổ. vì đang âm kho. Thì ý của chị là sau này khi mà xong rồi thì em lại mở tồn kho nhá. Mở tồn kho xong ấy thì là xem tiếp tục đến những ngày tiếp theo nhá. Nhớ cho chị là mỗi đang âm thì phải kiểm tra lại khối lượng, số lượng. Không xuất âm, không được xuất âm nhá. Hiểu chị chưa?